Nhẫn xoàn kim cương thiên nhiên, viên chủ 7 ly 2, nước ép, VVS1, 3 cái Excellent Fluorescent Job Blue. Và cái viên này dưới 1 carat rưỡi, giá rất là rẻ luôn. Vì một cạnh của nó là 7 ly 15 và một cạnh 7 ly 2. Nó sẽ được rẻ thêm 10% so với 7 ly 2. Và Fluorescent Job Blue nó sẽ rẻ thêm được 20% so với nên. Tuy nhiên, nó vẫn có hai kiểm định, một kiểm định quốc tế GEA và một kiểm định trong nước là PNG. Thôi thì bây giờ mình vào chi tiết nha. Trọng lượng nặng 9,96 gram vàng, vàng ý 750. Có bao gồm những viên hột xoàn tắm từ 2 ly 6, 2 ly rưỡi, 2 ly, 1 ly 6. Những viên kim cương trong ổ nhẫn xoàn này á, là trắng từ DEF, độ sạch là VVS cộng. Vỏ này là vỏ nhập Hồng Kông nha. Và giá của cái chiếc nhẫn xoàn này á, là chỉ có 51 triệu vì size hộp xoàn tắm của nó cũng chỉ dao động là từ 1 ly 6 đến 2 ly 6 thôi, nó cũng có chưa có những viên là trên 2 ly 8 hoặc là nó cũng chưa cái trọng lượng vàng nó cũng có chưa có quá là 12 13 gram. Ví dụ như vàng càng nhiều size hộp xoàn càng lớn thì giá nó sẽ càng mắc. Và viên hộp xoàn chủ. Viên hộp xoàn chủ là viên nước ép độ sạch BBS1 ba cái Excellent Fluorescent là Job Blue. Thì cái viên kim cương, những viên kim cương là từ D, E, F, G thì chúng ta không nên đeo Job Blue mà chúng ta nên đeo nên. Vì giá nó là Job Blue thì nó phải rẻ hơn từ 20%. Và đặc biệt người tiêu dùng thông minh người ta lựa như vậy nè, vẫn là 7 ly 2 nhưng mà một cạnh là 7 ly 15 và một cạnh là 7 ly 2. Đúng ra thì nó phải tính tiền 7 ly 2 nhưng mà bên mình như vậy yếu giác này, đây là kiểm định của nó nè, thì bên mình chỉ tính tiền có 7 ly 1 mà thôi. Vì nó chỉ có là 1 carat 41. Nếu như khách không để ý thì người ta vẫn tính tiền 7 ly 2. Và giá của cái viên chủ này rất rẻ nha, 360 triệu. Thường thì 7 ly 2 bây giờ là nước ép VVS1 là tầm từ 500 rưỡi trở lên. Nha khách yêu, viên này chỉ có hơn 300 triệu chút xíu thôi nha. Và cộng với cái vỏ cũng chỉ vài chục triệu thôi là mình có được viên chủ 7 ly 2 nước ép độ sạch BBS One rồi. Mua hàng vui lòng gọi em 0907 463131.